Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Két sắt thì luôn được xem là một trong những vật dụng giúp củng cố chiêu tài nạp lộc cho gia chủ. Vậy thì chúng ta đặt két sắt trong phòng ngủ cần phải lưu ý những gì về phong thủy? Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cần bàn luận là vị trí két sắt trong phòng ngủ thì chuẩn phong thủy sẽ cần phải lưu ý những gì. Không ít gia chủ lựa chọn việc đặt két sắt ở trong phòng ngủ, nhưng mà đặt két sắt tại vị trí nào để mà vừa chuẩn với phong thủy lại có thể hài hòa với thẩm mỹ cũng như là thu hút được nhiều tài lộc nhất là điều không phải ai cũng có thể nắm rõ được. Đầu tiên thì ta cần phải khẳng định két sắt là vật chứa đựng tiền bạc, biểu trưng cho nguồn tài lộc của cải của gia đình. Chính vì thế nên cần phải lựa chọn vị trí vượng hay là có nhiều năng lượng nhất nơi phòng ngủ để mà tài khí luôn được suôn sẻ và như ý. Để két sắt ở trong phòng ngủ được tối ưu thì ta sẽ xét ở hai khía cạnh là phương vị và hướng mở của két sắt. Theo đó thì két sắt nên được đặt ở nơi nhận nhiều năng lượng thu hút tích tụ tài lộc nhất. Thông thường thì vị trí này nằm ở góc chéo với cả cửa chính theo góc 45 độ. Còn trường hợp vị trí đặt két sắt nằm ngang cạnh cửa sổ thì ta cần phải tránh mở cửa sổ để mà tài khí không bị tán và thất thoát. Hướng mở két sắt cần là hướng đón tài lộc và hợp với mệnh của gia chủ. Trong trường hợp hướng mở két sắt không chọn được hướng tốt thì ưu tiên để két sắt hướng về phía của cửa phòng nhưng mà không trực xung với cửa. Thứ hai là chúng ta nên đặt vật phẩm gì cho két sắt đây? Không ít quý gia chủ thì có hỏi tôi rằng là có thể kết hợp vật phẩm chiêu tài nào cho két sắt mà lại không phạm vào phong thủy phòng ngủ không? Thực tế thì phòng ngủ là không gian riêng tư, phục vụ việc nghỉ ngơi nên là ta cần phải cẩn trọng khi mà chúng ta sử dụng những vật phẩm phong thủy tại đây. Một số những pháp khí có thể bổ trợ cho két sắt để mà chiêu thêm tài khí may mắn cho chủ nhân. Tôi có thể kể ra một vài những ví dụ như là đồng tiền tam cát hoa mai tài lộc. Đây là vật phẩm có chất liệu từ đồng đúc, đặc trưng với hình dạng hoa mai năm cánh, ứng với cả ngũ hành, mang ý nghĩa là quân bình năng lượng, hỗ trợ cho tài khí của chủ nhân thêm viên mãn. Ngoài đồng tiền hoa mai thì các bạn cũng có thể là đặt bát tụ bảo ngọc hoàng long cho két sắt. Đây là vật phẩm giúp chiêu tài và tụ tài rất hiệu quả. Và để tối ưu hóa công dụng thu hút tài khí, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video này thì các bạn trợ lý của tôi sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được chất liệu, vị trí cũng như là thời gian chúng ta an vị vật phẩm phong thủy chuẩn nhất. Và với két sắt thì chúng ta sẽ cần phải kiêng kỵ những gì? Tôi sẽ lưu tâm một vài điểm cho các bạn như sau. Đầu tiên là chúng ta cần tránh đặt úp mặt két sắt vào tường, vì vị trí đặt két sắt nên đặt ở chỗ thoáng đãng ở phía trước, không bị cản trở bởi những cái đồ vật ở trong phòng. Đây sẽ là sự chủ về nguồn tài khí luôn được luân chuyển, không bị vướng mắc. Và thứ hai là nhiều người có quan điểm là không đặt két sắt thẳng ra cửa chính, tuy nhiên là còn tùy vào trường hợp cụ thể. Ví dụ như là khi mà có phương vị của cửa rất là tốt cộng với cả phương vị của két sắt tốt nữa thì cái cục này sẽ cùng đón được nhiều tài lộc cộng hưởng với nhau. Khi mà bị vướng thế két mà thẳng ra cửa, khí nó sẽ quá mạnh, chúng ta sẽ thấy tôi đã giảng rất nhiều lần là khí sẽ khó tụ được tài được. Ta cần phải kết hợp với các giải pháp chấn để mà hóa giải sao cho tụ được tài lộc. Và ngoài ra thì xét theo trường phái bát trạch của phong thủy, mỗi người chúng ta sẽ hợp với cả bốn hướng, bao gồm sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị. Và bốn hướng xấu thì bao gồm tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát. Vì thế nên là tùy vào từng tuổi cũng như là cách cục phòng ngủ mà ta có thể đặt theo cái hướng hợp tuổi này. Tuy nhiên hướng hợp tuổi nó sẽ chỉ là một phần phụ thôi. Chúng ta sẽ cần phải ưu tiên két đặt vào vị trí cung tụ tài, có nghĩa là chúng ta phải điểm thần sát theo cái hướng của phòng cũng như là tuổi của gia chủ và cả hướng nhà nữa. Và đây là một trong những cái phương pháp khá là cao cấp thì các bạn sẽ cần phải có sự tư vấn chuyên nghiệp từ phong thủy sư. Các bạn có thể cân nhắc điện thoại cho các bạn trợ lý của tôi để mà có được sự trợ giúp nhanh nhất. Và trong những video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những phương pháp có thể kích hoạt tài lộc của phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.